Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Bình Quân xin kính chào bà con. Hôm nay, công ty chúng tôi sẽ giới thiệu đến bà con một sản phẩm mới, máy ép dầu lạc đa năng có trang bị bộ lọc dầu. Máy ép dầu lạc đa năng kèm bộ lọc thuộc dòng máy chế biến thực phẩm được công ty Bình Quân nâng cấp, cải tiến từ máy ép dầu lạc lọc hút chân không. Máy có công dụng nghiền ép lạc, vừng, gấc sấy khô thành dầu nguyên chất. Máy được thiết kế hiện đại, hoạt động dựa trên chuyển động cơ học của trục xoắn. Nguyên liệu từ phễu nạp được đưa xuống thân máy. Tại đây, dưới tác động của motor, trục xoắn quay tròn, tạo thể tích rộng với lòng ép ống trụ, có nhiệm vụ nghiền ép dầu trong nguyên liệu. Hệ thống tay khóa tiện ích gồm khóa ngoài dùng để tháo, xoay trục ép và khóa trong cố định trục ép. Bảng điều khiển thông minh, linh hoạt gồm các công tắc khởi động, phát nhiệt và vôn kế. Đặc biệt, máy được trang bị đồng hồ báo nhiệt giúp người sử dụng dễ dàng theo dõi, điều chỉnh nhiệt độ tùy theo từng nguyên liệu cũng như lượng dầu ép ra. Máy sử dụng nguồn điện một pha cho năng suất từ 12 đến 15 kg trên 1 giờ. Các bộ phận nghiền ép được chế tạo hoàn toàn từ chất liệu thép mạ chrome chống rỉ, có tuổi thọ lâu dài, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, dễ dàng cọ rửa, lau chùi. Máy được thiết kế nhỏ gọn, khung máy chắc chắn, có bánh xe dễ dàng di chuyển, phù hợp cho mọi không gian bếp. Trong cải tiến lần này, thay vì sử dụng bộ lọc hút chân không, công ty đã thiết kế ra máy lọc dầu cho năng suất cao hơn. Bộ lọc dầu hoạt động dựa trên nguyên lý nén khí, có chức năng đẩy khí vào khoang, làm tăng áp suất, đồng thời tạo ra áp lực lên bề mặt hỗn hợp, đẩy dầu qua lưới lọc và để lại cặn bã. Đồng hồ đo áp suất đi kèm bình bơm khí giúp điều chỉnh lượng khí phù hợp với lượng dầu đem lọc. Lưu ý, khi quá trình lọc kết thúc, tắt công tắc bơm khí và mở van xả trên nắp để cân bằng áp suất với môi trường ngoài, đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Trong quá trình máy hoạt động, sinh nhiệt làm chín dầu, dầu sau khi được ép và lọc, trong vắt, vàng óng có thể đóng chai sử dụng được luôn. Các loại dầu thực vật trên thị trường hiện nay đều chế biến theo dây chuyền sản xuất công nghiệp không đảm bảo chất lượng, khiến bà con lo lắng. Vì vậy, máy ép dầu lạc đa năng kèm bộ lọc của công ty Bình Quân sẽ giúp bà con có thể sản xuất dầu thực vật nguyên chất ngay tại nhà. Để biết thêm thông tin chi tiết, bà con vui lòng truy cập website bìnhquân.com.vn hoặc liên hệ số điện thoại 0912342772 hoặc 0915792332. Cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi video của công ty Bình Quân. Chúc bà con thành công!